Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở phần 4 trên 6 của bài 20. Trong phần này chúng ta cùng nhau ôn lại cái bản từ một lần nữa trước khi chúng ta vào phần đàm thoại. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Thứ nhất chúng ta có cái cụm từ khan KANJEN là nhìn thấy hoặc là trông thấy. À, từ khan đây là động từ, còn JEN làm bổ ngữ chỉ kết quả. Khanh chen là trông thấy, nhìn thấy. Nếu phủ định của bổ ngữ chỉ kết quả, chúng ta phải đặt từ mỹ với đằng trước. Mỹ khanh gen hoặc là mỹ dầu khanh chen. À, mỹ dầu khanh chen. Ví dụ như khanh chen xèo quảng là mà. Bạn có trông thấy xèo quảng không? Hoặc là ở đằng kia có một cái người kìa, bạn có nhìn thấy không? Thì khanh chen mà. À, mỹ khanh chen, tôi không có nhìn thấy. Khanh chen, trông thấy, nhìn thấy. Từ thứ hai, chúng ta có từ sẩn. Sẩn là trần, tức là họ trần. Uh, ngày ngày trước người ta muốn nói là hai cái họ lớn của Trung Quốc á, là Trần với họ Lâm uh, ở khắp nơi trong thiên hạ nó có một cái câu Trần liễn màn thiên xia liễn màn thiên xia Trần Lâm mãn thiên hạ tức là họ Trần và họ Lâm là có đầy trong thiên hạ Trần liễn màn thiên xia uh, sau này thống kê thì họ Trần với họ Lâm không phải là hai họ mà có dân số đông nhất ở Trung Quốc nữa từ thứ ba chúng ta có từ biên biên là bệnh À, có thể nói ví dụ anh ấy bệnh rồi tháp biên là tháp biên hẳn chiều đó anh ấy bị bệnh lâu rồi còn nếu mà đang khỏe mà bị chuyển qua bệnh tức là bị ngã bệnh bị đổ bệnh thì gọi là sân biên sân biên ví dụ như là ăn những cái đồ ăn gì mà nó không có sạch á hình rũng gì sân biên rất dễ bị ngã bệnh rất dễ sinh bệnh chữ sân là chữ sinh chữ học sinh á sinh đó sân biên rồi biên rỉnh là bệnh nhân kỳ biên rỉnh, khan biên là khám bệnh cho bệnh nhân khan biên của sinh thị của họ của khan tôi không khỏe tôi phải đi khám bệnh rồi biên phản là cái phòng bệnh rồi biên soạn là giường bệnh rồi trư biên là chữa bệnh là chúng ta có nhiều từ liên quan đến từ biên này cái tiếp từ thứ tư là y yên là bệnh viện của trai cung cho tôi làm việc ở trong bệnh viện y là bệnh viện âm án Việt là từ y viện. Cái tiếp ta có từ tru yên, tru yên âm án Việt là trú viện, có nghĩa là nhập viện. Ví dụ anh ấy không khỏe, anh ấy đã nhập viện rồi. Tha sinh thì bố hào, tha tru yên là. Tha sân bố hào, tha tru yên là. Tha tru yên liền cơ sinh si là anh ấy nhập viện hai tuần rồi. Thứ sáu là lãnh quầy diễn, diễn là viêm, à, lãnh quầy diễn là viêm ruột thừa. Bệnh này là dạng cấp tính, tức là chúng ta phải phẫu thuật thôi. Lãnh quầy diện, tha tỡ là sầm mơ biên. Tha tỡ là lãnh quầy diện. Anh ấy bị bệnh gì? À, anh ấy bị viêm ruột thừa. Chú yên là à, nhập viện rồi. À, thứ bảy, chúng ta có từ sầu su. Sầu su, âm hán Việt là thủ thuật. À, có nghĩa là phẫu thuật hoặc là mổ. Nhưng mà chúng ta hiểu, à, ở đây nó mới từ loại là danh từ thôi. Nó là danh từ. Nếu mà chúng ta muốn nói là anh ấy đã phẫu thuật rồi, thì tha cho sầu su là có thêm từ số là làm và phía đằng trước thì nó mới thành động từ tức là mổ hay là giải phẫu à, mổ hoặc là giải phẫu nó cũng có cái một cái từ khác nữa là khai to khai to là khai đau chúng ta nghe từ đó rất là ghê à, nhưng mà khai to cũng có một cái nghĩa là mổ khai to kế tiếp chúng ta có từ thứ chín là pauser pauser là tòa soạn tòa soạn báo đó. ví dụ tôi là phóng viên tôi làm việc ở tòa soạn Họ chơi báo sơ, công Báo sơ, âm hóa việc là báo xã. Báo sơ, chơi báo sơ, Từ thứ 10 là chi trợ là phóng viên. Ừ, nhà báo gì đó, chi trợ. À, ví dụ như công việc của cái người phóng viên thì rất là tự do. Ừ, rất là tự do. Chi trợ thì công do hình dự dỗ. Hình dự dỗ. Tôi thích công việc của phóng viên. Tôi tăng chi trợ, tôi làm phóng viên. Âm việc là từ ký giả. kế tiếp chúng ta có từ thứ 11 là từ sẻn. Từ này có chúng ta gặp nhiều rồi. Sẻn là trước. Nó có khi là dùng cho không gian. Có khi dùng cho thời gian cũng được. Ví dụ Wajaj sẻn là trước nhà tôi. Hoặc là Wajaj sẻn bén cũng được. Wajaj sẻn cũng được. Hoặc là trước 3 giờ là sánh đèn sẻn. Thì lúc đó sẻn vừa có nghĩa là trước cho không gian mà cũng vừa trước cho thời gian được. Sánh đèn sẻn là 3 năm trước. Sửa đèn sẻn là 10 năm trước. Từ thứ 12 ta có từ sửa, từ sửa là từ, từ tạ, từ biệt, từ bỏ cái gì đó dùng từ sửa này. Tha sửa là duyện lại ta cung cho. Anh ấy đã từ bỏ cái công việc trước đây rồi. Tha sửa là duyện lại ta cung cho. sinh à, xin ra chứ gì khác cung sửa là bây giờ tự mở công ty rồi. Sửa là từ bỏ. Sửa rửa là từ chức. Từ thứ 13 là duyện lại sẽ có hai cái nghĩa mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất, duyện lại là um, cũ hoặc là trước đây của trung trai duyên lại thời ti phán tôi vẫn sống ở cái chỗ cũ trước đây của trai duyên lại thời cung xưa cung do tôi vẫn làm việc ở công ty cũ công ty trước công ty trước đây á duyên lại còn có một cái nghĩa khác là thì ra tức là mình phát hiện ra cái điều gì đó nhưng mà nó không có mới à, bữa trong ví dụ mình có ví dụ nửa đêm có người gõ cửa mình tưởng đâu là ai đó mở ra thì ra là một người bạn đó duyên lại suy nghĩ bạn hưởng vô lại cha khan duyên từ thứ 14 là sư dỗ sư dỗ chúng ta à, tiếp cận với cái nghĩa như là một tính từ à, tự do hành sư dỗ à, rất tự do của cũng do hành sư dỗ của cũng do của sư dỗ à, vậy thôi dù ý sư là thú vị có thể dùng cho rất nhiều thứ à, kể cả con người trên cơ rễnh khánh dù ý sư cái người này rất là thú vị tức là họ trò chuyện cảm thấy hay ho hoặc là những cái hành động hay ho nhiều y sư trên bình số khánh dầu y sư quyển sách này rất hay và rất có ý nghĩa rất thú vị cũng được chỗ thiên tờ uh, na cơ tiên diện mấy dầu ý sư chỗ thiên tờ na cơ tiên diện cái bộ phim tối hôm qua thì không có hay ho gì hoặc là thứ bảy đi uống cà phê với bạn bè rất là thú vị xin xin liêu kinh phận nhiều men sư hơ cà phê khánh dầu ý sư từ thứ 16 là từ trùng trùng là tổng hôm nãy ta có là trùng lị À, chúng lì là thủ tướng, trùng chiến lì là tổng giám đốc, chủng thùng là tổng thống. Ta có từ thứ 17 là từ sen, sen là huyện. ví dụ như muốn nói huyện gì thì ta đặt cái tên riêng phía đằng trước bình chánh sen là huyện bình chánh, việt trấn sen, huyện củ chi là củ chi sen rồi vậy thôi. huyện ngang với quận nhưng mà nó thuộc ngoại thành Kế tiếp ta có từ thứ 18 là quan là quan như vậy ghép vô sen quan là quan huyện. Và từ quán này bây giờ trong khẩu ngữ người ta cũng có thể dùng để nói à, để chỉ cái nghĩa là cán bộ tha tăng quán là nó làm cán bộ rồi. Tha tăng ta quán là nó làm quan to rồi, có nghĩa là làm cán bộ cấp cao rồi. Tha tăng quan là số gì sen sai cân mãn là nó làm cán bộ rồi, rồi cho nên bây giờ nó còn bận hơn trước đây nữa. Sen sai bị gì sen cân mãng quan từ thứ 19 là từ Qua. cua có rất nhiều nghĩa. Qua với cái nghĩa động từ là đi qua, ví dụ bạn qua đây đi, đi qua lại ba, ví dụ sư yêu cao su tôi có việc muốn nói với bạn. À, cua chi là đi qua bên kia, còn qua lại là qua đây, đi về phía mình. À, ví dụ bạn đi qua đường, à, mua đồ đi, chi, mà tôi ba, đi qua luôn mà tôn si ba, cua. Cua thứ hai là mình đón những cái dịp lễ Tết. Ví dụ cua xin nén cũng có thể nói tắt là cua nén tức là đón Tết. Xin nén là năm mới là Tết. Xin nén của cha Duyên ảnh à, cua xin nén năm nay tôi ăn Tết ở Việt Nam. Tôi ăn Tết ở Việt Nam. Rồi cua trẻ là đón đón lễ. Rồi cua sân rư là đón sinh nhật. Xin tháng của cua sân rư hôm nay tôi đón sinh nhật. Từ thứ hai mươi là sân rư được rồi cua sân rư là đón sinh nhật. Ví dụ để hỏi sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy, thì ta nói là nì tơ sân rơ hoặc là nì sân rơ sư chỉ vệ chỉ ho Nì sân rơ sư chỉ yue chỉ ho. Vậy thôi. 21 là xe bên. Xa bên là bên dưới, xe bên là bên trên. À, chúng ta cũng có thể chỉ không gian. Ví dụ bên dưới của cái bàn là trôi trừ xe bên. xe bên dưới giường. Nhưng cũng có thể chỉ cho những cái người mà cấp dưới. Ví dụ uh, tha xe bên. À, hình huy thỏ hò thác à, cấp dưới của ông ấy rất là biết lấy lòng ông ấy sapien là bên dưới chỉ cho những người cấp dưới thuộc cấp thứ hai là quê thứ 22 là hai là quê là là vì hoặc là vì để chúng ta lưu ý là trong tiếng Hoa thì chúng ta phải nêu cái mục đích trước rồi mới nêu hành động sau vì để học tiếng Hoa mà tôi phải đi Trung Quốc á. còn tiếng Việt mà nói là tôi đi Trung Quốc để học tiếng Hoa à, trong tiếng Hoa thì nói là để học tiếng Hoa mà tôi đi Trung Quốc Quay là sẽ Trung Quỳnh Quỳ dĩ tiên cho suy Trung Quốc Tôi nhất định phải đi Trung Quốc Để học tiếng Anh mà tôi phải đi Mỹ đó Quay là sẽ Yên Quỳnh Quỳ cho Mỹ của Quỳ cho suy Nói ngược thì người ta cũng hiểu Nhưng mà nó không chuẩn thôi Từ thứ 23 là thỏ họ Thỏ họ là lấy lòng Thá hình huy, Thỏ họ phú mụ Cậu ấy rất biết cách Lấy lòng bố mẹ Hình huy thỏ họ dĩ dàng này này Biết lấy lòng ông bà nội Thỏ họ, à, lão bàn, à, biết lấy lòng chủ, hay là thỏ họ chiến lì lấy lòng giám đốc. Từ thứ 24 là trù rỉnh là chủ nhân, tức là người chủ thôi. À, có khi, khi mà ghép với những cái từ khác, có khi nó lấy từ trụ thôi. Ví dụ như gia trụ là gia chủ, tức là chủ nhà. Tiên trụ là chủ cửa hàng. Thay vì mà nó sang tên từ trù rỉnh, mình có thể nói gọn hơn là tiên trụ. À, tiên trụ, thế thôi. Trù rỉnh. từ thứ 25 là sụu đọc là sụ âm hóa việc là thuộc có nghĩa là tuổi à, chúng ta dùng ở trong 12 con giáp á. còn ví dụ tôi 40 tuổi là hòa sư sử xuê xuê là chữ tuế là tuổi chúng ta tính theo năm còn sụ này là tính theo con giáp bạn tuổi gì nỉ sụ sẵn à? à, tôi tuổi con cọp gọi sủ hộ tôi tuổi con bò à, tôi tuổi con trâu gì đó hòa à, sù niểu Chúng ta lưu ý là trong tiếng Hoa mình là tuổi mèo là tuổi con mèo thì Trung Quốc nó sẽ gọi là tuổi con thỏ nha, sù thu. À, 26 là sù là thử là con chuột rồi rồi, qua sù sù tôi tuổi con chuột tức là tuổi tí. 27 chúng ta có từ trứ, à, trứ là con. À, dí trứ lão sù là một con chuột, dí trứ lão hụ là một con cọp. Rồi dí trứ chí là một con gà, dí trứ nèo là một con chim, cứ y vậy chúng ta ghép vô. 28 là từ chín, chín là kim, có nghĩa là vàng, kim ngân là vàng bạc, chín. sen chín thì từ chín ngoài ra nó còn có một cái nghĩa khác nữa, tức là, là tiền nữa. Ví dụ sen chín là tiền mặt, hiện kim tức là tiền mặt, sen chín. Phu sen chín là trả bằng tiền mặt. Từ thứ 29 là sung sẽ có hai nghĩa. Một là tặng của chị à ché sung wo, khoai sổ bèo chị tôi tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay. Vò sung xèo quảng ý dĩ chén xanh tôi tặng cho tiểu vương qua là bạn vương gì đó một chiếc áo sơ mi sung cũng có nghĩa là đưa xin trai của giáo sung giờ suy sẻ sao bây giờ tôi phải đưa con tôi đến trường từ thứ 30 là che à, che là đón ví dụ của suy che hải giờ tôi đi đón con của suy che lào phổ tôi đi đón bà xã che là cũng nhận lấy che nhận lấy tiếp nhận 31 là cao xiên cao xiên là vui chi thiên của xin lì hình cao xiên chi thiên của hình cao xiên hôm nay tôi rất vui chi thiên của xin lì bộ thai cao xiên hôm nay trong lòng tôi không vui lắm bộ thai cao xiên cao xiên sơ là chuyện vui cao xiên tờ sơ chi thiên của dù cao xiên tờ sơ hôm nay tôi có chuyện vui rên xin lì hình cao xiên quen biết anh tôi rất vui từ thứ 32 là phu rễn, phu rễn là phu nhân, tức là vợ thôi chúng lì duy nhất chủng lì, lì phu nhân tức là phu nhân của thủ tướng Việt Nam Obama chủng thùng tờ phu nhân à, phu nhân hoặc là vợ của tổng thống Obama từ thứ 33 đó là từ niễu niễu là ngưu trâu bò nói chung vẫn nhắc lại là hoảng niễu hoảng là màu vàng á hoàng ngưu là con bò suy niễu là con trâu à, niễu là trâu bò nói chung niễu rô có thể dịch là thịt bò cái tiếp từ thứ ba mươi bốn là miễn nén là sang năm hoặc là năm sau. Ví dụ năm nay là hai không mười tám, năm sau là hai không mười chín. ơ y ba ơ y Từ thứ ba mươi là chiều. Chiều là tủ, có nghĩa là rượu. hơ chiều là uống rượu. Uh, chúng ta cũng có thấy trong khẩu ngữ nó gọi là xe chiều. Xe là đi xuống, xe chiều là nhậu hay là uống rượu. Từ đó của khẩu ngữ. Rồi chiều len là tủ lượng. Đi chiều len sầm mấy gian. Ủa chiều len phú họ. À, tủ lượng của tôi không tốt. Chiều len phú cao. À, tủ lượng không cao. Chiều là rượu. Hơ à, chiều tôi sinh thì phú họ. Hơ à, chiều tôi sinh thì phú họ. À, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 4 trên 6 của bài 20. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở phần đàm thoại và bài đọc thêm. À, xin chào.